Dạ. Dạ. Nó vẫn nhẹ. Thì cái vật nó vẫn nhớ, mình sẽ bị bắt. Mày tâm lý sao chứ lỗi. Nó mạnh vậy. Ừ. Mày nhớ muốn quá. Yeah,
Dọc. Má là hết chất má mày đâu được. Đó chưa được đâu. Đó đủ đi câu lại cho biết
cái căn phòng vô em mới hả luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Sao mình có bắt đi?